xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình với bạn sẽ đưa mọi người đi thỉnh kinh, đi hành trình để lấy hào tự nhiên. Hành trình đi thỉnh kinh sao ngó càng nha, dồn cái dốc dựng đứng thấy dễ sợ. Giờ chúng ta sẽ đi xuống phía dưới xà dưới kia, dưới nước. Thì vào những ngày tháng cuối của mùa thu như thế này thì mấy cái chỗ mà hào dễ lấy người ta đã lấy hết rồi, bây giờ phải tìm những chỗ khó. Và các bạn thấy không, một cái con đường rất là khó để đi xuống được những chỗ lấy hào, nhưng mà bù lại được một cái là cái thiên nhiên rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Để thấy không, khung cảnh ở vùng quê không khác gì những cái khu du lịch nổi tiếng, rất là tuyệt vời, thiên nhiên như thiên đường. Mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm một chút nhé. Đưa sát anh cầm cho em cầm tay đâu nữa em dịnh. Đèo tin. Nhìn con đường thì giống đi Tây Thiên Thánh Kinh thiệt á chứ. Bốn thầy trò đang đi thánh kinh thì bị yêu quái nó mê hoặc, dẫn đầu ra biển này, chắc là dẫn vô mấy cái động rồi. Ta là tâm tạng nên bị yêu quái nó mê hoặc như thế này, rất là sợ nó dẫn vô động. Nhưng mà hy vọng những cái động dưới này có gái đẹp. Bây giờ tụi mình sẽ men theo cái đường mòn của cái con suối này để xuống dưới biển kia lấy hào. Và cái đường này rất khó đi nên người ta cũng làm một cái sợi dây để mà giữ cho nó trật chân đường, có cái mà giữ. Nhìn ở trong màn hình thế này thôi mà, ở ngoài nhìn thấy con dốc này rất là sợ, nhìn thấy từ xa xuống sâu thẳm thấy khiếp đó. Thường thường thì một buổi đi lấy hào thế này thì hai đứa mình lấy chừng còn 2-3 kg, nhưng mà được cái là hào này rất là tốt, ăn nó rất là béo, rất là thơm và ngọt hơn hào nuôi rất là nhiều. Cùng với hào thì tụi mình cũng hay lấy những cái loại khác như là ốc, các cái loại ốc, rồi rau câu, rau biển, rồi nhum, rồi có khi là câu cá, nó rất là thú vị. Giờ, nãy giờ mình nói chắc cũng hơi ít á. Thôi bây giờ bắt đầu đi đây. Đây có bắt giá ai sẽ tan rau nhiều là sẽ tan mập kia bắt giá. Muốn thầy trò đi thánh kinh mà ra động biển luôn, từ Ấn Độ lên Trung Quốc mà ra tới ra biển không biết ở đâu có kinh này nữa. Lấy được về đi. Cái nào? Cái này. Cái này.
Đây là nơi chúng mình sẽ lấy hào. Rất nhiều hào đường đá này mọi người ha. Nó bù rất là nhiều. Lấy cái nào này nè, cái nào giờ thấy. Lấy cái nào. Dài luôn. Nhỏ dữ vậy. Hào nó không được chép phải không? Ngậm mấy điếu thuốc ăn nữa chứ. Béo nhức nách luôn. Ngọt ăn, ngọt ăn. Tôi không tiện đời mấy ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều kẻ chiếc gần. Ôi nó không? Bao đêm ngao ngang vượt trời, nhìn lên mà hỏi ông trời. Trời ơi, có thấu chân lòng tôi. Đường tôi đi không ba bụi trần, tìm đâu một lối đi riêng mình, thôi đành chấp nhận. Nhìn nàng vẫy chào biệt lễ. Có tiền mua tiên cũng có, không tiền không có nước uống phải đi mua. Sau một vài giờ lấy hào với lấy ốc thì hiện tại đã thu nhập khá khá rồi. Tụi mình cũng quyết định đi về. Lúc này cũng rất là chiều, khoảng 5 giờ mấy rồi. Xin chào mọi người. Chiến lợi phẩm hôm nay được một rổ ốc rất là nhiều. Ốc bướm nè, bún nàng, bào ngư. Đây là nó thuộc dạng bào ngư, còn con này là con bào ngư. Con này là con bào ngư nè mọi người. Nói chung là được ui cả rổ luôn. Rồi ốc gai, rồi ốc dâu, rồi ốc tùm lum hết, quá trời hết. Rồi được một mớ hào. Hào này thì vô cùng chất lượng, hào của tự nhiên. Chất dinh dưỡng rất nhiều. Wow, rất là tuyệt vời. Mọi người đã không? Yeah. Quá đã. Đây là thành quả ngày hôm nay. Tí nữa sẽ làm một ít món để mà review cho mọi người xem. Còn này chắc sẽ luộc chấm muối tiêu. Chắc là đã. Còn là hôm nay nó bằng khè luôn. Tuyệt vời. Thì món ăn mình đã chế biến xong rồi mọi người. Đây là thành quả của mình ngày hôm nay. Đây là một dĩa hào đúc trứng. Mình sẽ ăn với bánh tráng rồi sống. Đây là ốc. Trong một rổ ốc mà nó mình luộc cái nó tự ra nè. Thấy nhân người ta đẹp không? Bằng khè luôn. Quá đẹp. Tự nó rớt ra rồi. Bây giờ tôi mời mọi người ăn với mình một con bún nàng rất là siêu tốt không luôn. Chấm với muối tiêu chanh. Xin mời mọi người, mời cả nhà.
con này rất là dài, nó mùi nó thơm thơm với mùi đặc trưng á. Dài dài giòn 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 á, đây là dạng bào ngư. Cái con mà nó lớn xíu là thịt rất là nhiều, một miếng thịt to luôn á. Rất là ngon. Dài kìa, nó thơm. Thịt con nhớ con này nó không có béo, mà nó lại thơm, mà nó dài. Mọi người thấy cái gì nhâm đốt trứng ngon không? Giờ hấp dẫn không? Cái này hôm nay bánh tráng chín cũng được, xúc bánh tráng chín. Mà hôm nay không có bánh tráng chín. Nó béo. Con hào nó béo rồi cộng thêm với trứng nữa, trứng gà nữa, nên nó rất là béo mà nó rất là thơm. Ăn vô cảm giác nó mịn, nó ngọt mà nó béo trong cái miệng mình, nó rất là tuyệt vời. Cái này mình nên ăn với rau sống, rau sống cuốn bánh tráng rồi cuốn thêm này, hoặc là bánh tráng chín để mình xúc mình ăn. Rồi mời mọi người cùng thử món hào đốt trứng với mình. Ngon. Béo béo, ngọt béo, thơm, thơm mùi trứng và mùi rau nữa. Riêng cái món hào này thì người ta lại có thể làm được nhiều thứ ở dưới quán. Cháo hào cũng rất là nổi tiếng. Rồi dạ, với mắm nhum, mắm hào chung cũng rất là ngon. Để ăn với thịt ba chỉ, cuốn bánh tráng. Món này dưới quán họ bán rất là đắt, đắt khách họ ăn rất là nhiều. Rồi hào thì nấu cháo thì tuyệt vời nào, rất là ngọt, là béo. Để mình tự đi lấy về thì nó càng chất lượng hơn. Là mấy quán, cái quán có thể họ lấy là lấy hào nuôi. Họ mình đây là mình tự đi lấy hào thiên nhiên về. Đây là rất là tuyệt vời, cái mùi vị cũng như là cái chất dinh dưỡng ở trong nó. Xứng đáng cho một buổi chiều rất là mệt, leo núi rồi đi gần đá để lấy những con hào tự nhiên thì cũng gọi là được với một rổ ốc và 2 lít hào. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy yêu thích mình thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Và xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chào.